Tại sao lại dùng kim cang ví dụ thân tâm chúng ta? Vì chúng ta sinh ra đời chỉ bớt quá sống được mấy mươi năm, chuyển nháy mắt liền tiêu mất. Dùng 100 tuổi mà nói thì thiếu niên chiếm mất 15 năm, vì 15 tuổi trước niên thiếu chẳng biết gì. Tuổi già thì chiếm khoảng 15 năm, vì tuổi tác già cả cũng không trưng dụng. Như vậy già bỏ đi 15 năm, thiếu niên bỏ đi 15 năm, cộng lại 30 năm thời gian trôi qua, còn lại 70 năm thời gian ngủ lại chiếm hết một nửa. Chỉ còn lại 30 năm, trong 30 năm mỗi ngày thường làm việc nhà cũng phải mất hết 5 năm. Vậy chỉ còn lại 30 năm, nếu chúng ta không lợi dụng thời gian 30 năm đến Kim Cang Bồ Đề Hải tu hành suốt ngày, chỉ vì cái bụng mà bận rộn, đó không phải là lãng phí thời gian chăng? Chúng ta vốn ở trong Kim Cang Bồ Đề Hải, do vô minh che đậy mà sinh ra các thứ mê hoặc, cho nên trôi nổi trong sáu nẻo. Lúc thì sinh làm người, làm chư thiên, làm ngạ quỷ, làm súc sinh, làm Atula hoặc đọa địa ngục. Luân hồi trong sáu nẻo không ngừng, mê mà không giác. Tức là luân hồi thọ khổ trong sáu nẻo, giác mà không mê thì liễu sinh thoát tử, đắc được giải thoát. Tại sao chúng ta không giác? Đều vì ba độc làm hại. Cũng như một số thanh niên dùng ma túy cho nên đầu não không sáng suốt. Chúng ta ăn độc tham sân si quá nhiều, hôm nay không sân hận thì ngày mai cũng nổi sân hận, mai không nổi sân hận thì ngày mốt lại nổi phiền não, đó là kẻ mê mà không giác. Vậy làm thế nào để giác ngộ? Chỉ có tham thiền mới có thể giác ngộ, hết mê, chấm dứt sinh tử. Bản tánh của chúng ta vốn thanh tịnh cũng như nước trong, sinh khởi vô minh cũng giống như nước đóng thành băng. Tự tánh thanh tịnh của chúng ta vốn không có ô nhiễm mà là đầy đủ đại trí huệ. Nhưng một khi sinh phiền não rồi thì bản tánh giống như băng. Thử nghĩ dùng một chén nước trong tát lên mặt người ta thì nước không thể làm thương hại người. Nếu dùng một cục nước đá phang lên đầu người ta thì sẽ khiến cho họ bể đầu chảy máu, thậm chí có thể chết. Nếu người không mê chửi mắng người ta thì không thể làm thương hại người. Tại sao? Vì người đó không có tâm sân hận. Chửi mắng người là cảnh tỉnh họ, hy vọng họ sửa lỗi làm mới. Người có trí huệ chân chánh thì không thể hại người. Nếu muốn được chân chánh trí huệ thì phải chạy hương, ngồi hương, tham thiền. Nguyệt đáo thiên tâm xứ, phong lai thủy diện thời, nhất ban thanh ý vị, liễu đắc thiều nhân chi. Nguyệt đáo thiên tâm xứ, đây là hình dung người dụng công đạt được cảnh giới giống như mặt trăng ở trên đỉnh đầu. Phong lai thủy diện thời, gió thổi đến mặt nước còn chưa có sóng. Nhất ban thanh ý vị, ý nói là cảnh rất thanh tịnh và ôn hòa. Liễu đắc thiều nhân chi, nhưng rất ít người biết thưởng thức ý vị cảnh giới này. Dụng công đến chỗ không thấy tướng người, tướng ta, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng, thì bên trong không thấy có thân tâm, bên ngoài không thấy có thế giới. Thân tâm đều không, thế giới cũng không còn tồn tại. Tu đạo phải tự mình dụng công, chẳng phải dụng công thế hết cho kẻ khác được. Cho nên sinh tử của ai người ấy lo, mình ăn thì mình no. Dụng công thì sẽ liễu sinh thoát tử, chấm dứt sinh tử thì nhất định thoát khỏi luân hồi. Con người thường hay so sánh với kẻ khác, đều cho mình hơn người. Thật tế thì chưa thể thấy thân tâm đều không, đó là chấp trước tướng ta. Người tham thiền phải trừ khử tướng ta, không những vô tướng mà còn phải không thấy thân tâm đều không. Cho nên vô tâm đạo nhân tức là người vô tu, vô chứng. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có nói, cúng dường 100 người ác không bằng cúng cho một người thiện, cúng dường cho 1.000 người thiện không bằng cúng cho một người giữ năm giới, cúng dường 1.000 người giữ năm giới không bằng cúng dường một người xuất gia tỳ kheo, cúng dường 100.000 tỳ kheo không bằng cúng cho một vị chứng quả tu đà hoàn, cúng dường 1.000 người sơ quả tu đà hoàn không bằng cúng cho một vị nhị quả tu đà hàm, cúng dường 1.000 nhị quả tu đà hàm không bằng cúng cho một vị tam quả a na hàm, cúng dường 100.000 vạn tam quả a na hàm không bằng cúng cho một vị tứ quả a la hán, cúng dường 1.000 vạn vạn tứ quả a la hán không bằng cúng dường 10 phương chư Phật, cúng dường 1.000.000 10 phương chư Phật không bằng cúng dường cho một người vô tâm. Vậy chân chánh vô tâm mới xứng đáng thọ lãnh cúng dường này.
Vô tâm đạo nhân cũng là trong chẳng thấy thân tâm, ngoài chẳng thấy cảnh giới, đồng một thể với hư không. Muốn tu hành vô tâm đạo nhân thì trước hết phải phá ngã chấp, pháp chấp. Muốn pháp ngã, pháp hay muốn phá ngã pháp hay chấp, chỉ có tu thiền từ từ dụng công. Phương pháp dụng công giống như mèo rình chuột, mèo nhẫn nại rình ở miệng hang, đợi chú chuột xuất hiện liền vồ bắt lấy. Tham thiền cũng như thế, tham thoại đầu niệm Phật là ai, chữ ai giống như chú chuột, chữ tham tức là mèo, lại như gà ấp trứng hoặc như rồng giữ minh châu, thời thời khắc khắc chuyên tâm nhất trí không khởi vọng tưởng. Cho nên một niệm không sinh toàn thể hiện, sáu căn hốt động bị mây che. Một niệm không sinh tức ngồi thiền, đạt đến trong thì không thấy thân tâm, ngoài thì không thấy thế giới, hơi thở cũng ngừng lại, nhưng không phải là chết. Bên ngoài tuy hơi thở ngừng lại, nhưng bên trong vẫn còn hơi thở. Được như thế thì có thể chuyển bánh xe pháp, chuyển bánh xe vô hình, nhưng đừng bao giờ chấp trước cảnh giới như thế. Những người dụng công tham thiền phải cố gắng nỗ lực, cho nên đầu xào trăm thước tiến thêm một bước. Người không dụng công phải nắm bắt thời gian, đừng để thời gian trôi qua lãng phí. Cổ nhân có nói, một chút thời gian là một tấc vàng khó mua được chút thời gian. Dụng công thì đất nước gió lửa đều có thể nhập định, lại có thể nhập phi phi tường định. Ở trong định không nên chấp trước cảnh giới, đừng sinh khởi phiền não vô minh, bằng không thì sẽ chướng ngại sự khai ngộ. Này tôi kể một câu chuyện mượn để làm gương soi. Trước kia có vị tu hành muốn sinh về cõi trời phi phi tưởng xứ, tầng trời cao nhất ở cõi vô sắc giới, cho nên tu phi phi tưởng xứ định. Vị ấy tu gần bờ biển, lúc muốn nhập phi phi tưởng xứ định thì bầy cá đùa giỡn ở bờ biển làm gây tiếng động rì rào, khiến vị tu hành không thể nào nhập định được. Vị tu hành mở mắt nhìn thì cá lập tức bơi đi chỗ khác, vị tu hành vẫn tiếp tục ngồi thiền. Khi sắp nhập định thì cá lại bơi đến, như thế nhiều lần khiến cho vị tu hành buồn bực, sinh tâm sân hận, tự nghĩ rằng ta tốt nhất là biến thành con chim ưng sẽ ăn sạch hết cá trong nước. Ông ta sinh tâm sân hận như thế, dọa nạt cá không dám đến. Vị tu hành cuối cùng chứng nhập được phi phi tưởng xứ định mà sinh lên cõi trời phi phi tưởng xứ, hưởng thọ phước trời 80.000 đại kiếp. Vì vị tu hành đã khởi tâm sân hận, muốn biến thành chim ưng, ăn sạch hết cá. Đợi khi phước trời hưởng hết thì sẽ đọa lạc vào đường súc sinh, đọa làm chim ưng, ngày ngày ăn cá. Khi Phật Thích Ca thành Phật rồi, vì ông ta mà thuyết pháp, mới thoát khỏi thân chim ưng, chuyển sinh làm người, theo Phật tu đạo, về sau chứng quả A-la-hán. Cho nên tu đạo không thể tùy ý sinh tâm sân hận, khởi vọng tưởng, tất sẽ thọ quả báo. Trong kinh Lăng Nghiêm có vị tôn giả Nguyệt Quang Đồng Tử, ngài truyền tu thủy định, quán tưởng nước mà nhập thủy quang định. Thân thể của ngài cũng biến thành nước. Có một lần tôn giả Nguyệt Quang Đồng Tử nhập thủy quang định, thì vị đệ tử của ngài muốn gặp ngài, y liền đến phòng, chỉ thấy trong phòng có một vũng nước. Vị đệ tử liền lấy một hòn đá nhỏ để trên vũng nước. Tôn giả Nguyệt Quang Đồng Tử xuất định rồi, cảm giác trong bụng khó chịu, bèn quan sát thấy trong bụng mình có một hòn đá nhỏ. Mới kêu vị đệ tử tra hỏi nguyên nhân thì biết lúc ngài nhập định, vị đệ tử lấy hòn đá nhỏ bỏ vào vũng nước, liền dặn vị đệ tử đợi ngài nhập định thì đến phòng lấy hòn đá ra. Do đó có thể thấy tu hành chỉ cần chuyên tâm nhất trí tất sẽ thành tựu, tu hành chuyên nhất thì linh, nếu có tâm kiên cố khẩn thiết thì sẽ tương ứng với pháp. Tôi nhớ lại một câu chuyện. Lúc tôi ở tại Đông Bắc Trung Quốc, có một vị đạo hữu đồng tu. Ông ta vốn là một tướng cướp, có một lần trộm cướp của cải một nhà nọ, bị họ đánh trọng thương cánh tay, bị thương hơn nửa năm cũng không lành. Lúc đó ông ta sinh tâm sám hối, giác ngộ việc làm trước kia đều sai lầm, bèn cải ác hướng thiện, liền phát nguyện: nếu vết thương của tôi nội trong một tuần lễ mà lành lại, thì tôi sẽ đến bên mộ của cha mẹ thủ hiếu 3 năm. Một tuần lễ sau, quả nhiên vết thương lành lại. Ông ta giữ lời hứa đến bên mộ cha mẹ thủ hiếu 3 năm. Vì ông ta ăn năn sám hối, cho nên sư phụ của ông ta gọi ông ta là Viu Hiếu Tử, hiếu tử nhà họ Viu. Viu Hiếu Tử lúc chưa thủ hiếu có lại pháp sư Tông Nhất làm thầy. Vị pháp sư này rất có đức hạnh,
được mọi người kính ngưỡng, lại cũng có thần thông, vì hiếu tử bắt đầu tập dụng công ngồi thiền thì ma chướng hóa làm hỏa long rồng lửa trói chặt lưng vưu hiếu tử và thiêu đốt ông ta vừa đỏ vừa đau. Lúc ông ta bị ma quấy nhiễu, sư phụ của ông ta lập tức hàng phục được hỏa long. Hỏa long chịu quy y và làm hộ pháp cho vưu hiếu tử. Vưu hiếu tử thủ hiếu khoảng 2 năm rưỡi thì gặp nạn mưa, bị lụt lội, mùa màng thất thu. Vưu hiếu tử liền phát nguyện, nếu nội trong 3 ngày mà trời hết mưa thì tôi sẽ cắt thịt thân mình để tế trời. Quả nhiên trời theo tâm nguyện của người, chưa đến 3 ngày trời đã ngừng mưa. Vưu hiếu tử liền cắt thịt tế trời, dân làng và huyện quang vùng phụ cận nghe nói vưu hiếu tử cắt thịt tế trời bèn đua nhau đến tán thán ca ngợi không ngớt. Lúc đó có con chim bay đến kêu, làm phước cho nhiều, làm phước cho nhiều càng tốt. Con chim này bay quanh vưu hiếu tử khoảng 3 vòng rồi bay đi. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Vưu hiếu tử thủ mộ tròn 3 năm, sau đó tham gia giảng đạo lý tại hội đạo đức giáo hóa chúng sanh, hành Bồ Tát đạo. Vưu hiếu tử 21 tuổi thì phát tâm vì cha mẹ thủ hiếu. Đương thời tôi mới 10 tuổi cũng thủ hiếu tại mộ phần của mẹ. Một ngày nọ chúng tôi vừa mới gặp mặt nhau, nhìn nhau thật lâu trong yên lặng. Vưu hiếu tử hỏi, bạn là ai? Tôi đáp, đại khái bạn biết bạn là ai, nhưng tôi không biết tôi là ai. Vưu hiếu tử lại hỏi, bạn từ đâu đến? Tôi đáp, tôi từng đến chỗ đến. Tôi hỏi ông ta, bạn đi đâu? Ông đáp, không có nơi nào để đi. Không có chỗ đến cũng không có chỗ đi, lại không đến không đi, cũng đến cũng đi. Đến là từng đến chỗ đến, đi cũng từng đi chỗ đi. Một trong 10 danh hiệu của Phật là Như Lai. Trong Kinh Kim Cang có nói, Như Lai chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Tôi đọc Kinh Kim Cang, còn Vưu Hiếu Tử cũng nghiên cứu Kinh Kim Cang, cho nên chúng tôi gặp nhau hỗ tương nhìn nhau trong yên lặng. Thời anh ta bèn khỏi vọng tưởng, cho nên đã mở miệng hỏi trước rằng tôi từ đâu đến, do đó mở miệng liền sai, phát ngôn liền trái. Phạm có lời nói đều là không thật nghĩa, chẳng phải là pháp cứu kính, không nói không truyền nên quá như thế. Trong Kinh Pháp Bảo Đàn có một đoạn, nội dung đại ý như sau, Huệ Minh Đại Sư nói, hành giả, tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì y bát mà đến. Tôi cảm thấy Huệ Minh Đại Sư nói dối, nếu ông ta chân chánh vì pháp mà đến thì đừng đụng đến y bát. Lúc chưa đụng đến y bát liền nói, hành giả, tôi vì pháp mà đến, chẳng phải vì y mà đến. Sao lại lúc giỏ y bát lên không nổi rồi mới nói? Lục Tổ Đại Sư liền từ trong lùm cây đi ra. Đương thời Lục Tổ Đại Sư cũng biết Huệ Minh nói dối, nhưng nghĩ ông ta có một ý niệm hồi quang phản chiếu, cũng như nhiều người quy y với tôi không khác, thường làm việc điên đảo, tôi cũng không truy cứu. Lục Tổ Đại Sư nói với Huệ Minh Đại Sư khai đạo rằng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đó chính là bản lai diện mục của Thượng Tọa Huệ Minh. Huệ Minh Đại Sư nghe nói liền khai ngộ rồi nói, ngoài lời nói và ý nghĩa trên ra, còn có ý gì bí mật nữa chăng? Lục Tổ đáp, với lời ông nói, tức chẳng bí mật vậy. Nếu ông phản chiếu mật tại bên ông, mật vốn là ở trong tự tánh, nếu nói tức chẳng phải bí mật. Một số người trầm mê mật tông, mật tông chú trọng chỉ chú, có chú sao lại là mật? Mật chân chính thì không âm thanh, lại không hình sắc, không rơi vào sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần mới là mật. Tôi nói với bạn, tức chẳng phải mật. Một số người bị mật tông mê hoặc, cho mật tông là pháp trên hết, cho nên pháp thì bình đẳng, không có cao thấp. Pháp nào tương ưng với bạn tức là pháp diệu, không tương ưng với bạn tức chẳng phải pháp diệu. Đừng cho rằng pháp đó không phải pháp diệu, mà là không hợp cơ với bạn mà thôi. Căn tánh của con người có chỗ không đồng, thiện ác cũng không đồng. Bạn hoan hỷ vật gì thì diệu, ngược lại thì chẳng diệu. Người thích tham thiền thì cảm thấy thiền là diệu, người không hoan hỷ thì cho rằng không diệu. Có người cảm thấy tham thiền là lãng phí thời giờ, không có lợi ích gì. Có những người thấy những người đó mê mà không tỉnh, thật là do nghiệp chướng quá nặng. Cầu mười phương chư Phật gia hộ, hy vọng cho họ sớm khai ngộ, phổ độ chúng sinh bỏ mê quay về bờ giác, không còn ủy báng người ta nữa. Do đó có thể thấy phạm việc gì có người cảm thấy là diệu, cũng có người cảm thấy không diệu. Người phát tâm bồ đề độ chúng sinh thì cảm thấy tham thiền là diệu, người cho rằng tham thiền là lãng phí thời giờ tức cảm thấy tham thiền là không diệu.
Nếu kính thì rượu hoặc không rượu, rượu thì thế nào, còn không rượu thì sao? Đây là tướng điên đảo của chúng sinh. Tướng điên đảo của chúng sinh là rượu, không điên đảo cũng rượu. Cho nên tham thiền là rượu, không tham thiền cũng rượu. Mỗi cái đều có cái rượu của nó, chỗ rượu không giống nhau. Như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngang cũng rượu mà dọc cũng rượu. Tham thiền lại càng rượu. Mỗi người có thể tự thể nghiệm sự diệu dụng, cảm thọ sở đắc. Như người uống nước nóng lạnh tự biết, sinh tử của mình tự mình lo, ai ăn thì no. Nếu muốn dứt sinh tử thì phải tự mình hạ thủ công phu một phen. Hôm nay là ngày thứ sáu của khóa thiền. Ngày mai nếu có ai muốn tắm thì có thể tắm. Vốn là người dụng công thì không có tướng ta, cho nên tắm hay không không cần. Người dụng công không biết mình dụng công đến giai đoạn nào. Thật ra trong tự tánh đã phát hiện không ít quang minh và trí huệ bát nhã. Bất quá tự mình không biết mà thôi. Tham thiền là tu định, tham thiền là pháp môn vô vi mà vô bất vi. Biểu hiện thấy sự tham thiền là vô sở tác vi. Thực tế một người tham thiền thì có một người trong pháp giới giúp cho chánh khí tăng trưởng. Nếu mỗi người đều tham thiền thì trên thế giới này sẽ không còn chiến tranh. Tuy nhiên nói là ngồi lâu có thiền, nhưng chân chính tham thiền không những chỉ ngồi mới có thiền mà đi đứng nằm ngồi đều có thể tham thiền. Người dụng công không phân biệt rảnh hoặc bận, thời khắc đều chiếu cứ thoại đầu niệm Phật là ai, tham đến hết núi cạn nước, tham đến tột cùng, đi đứng nằm ngồi đều có oai nghi. Tọa như trung, ngồi như đại hồng trung, không những ngồi không dao động mà phải ngay ngắn, thẳng thắn. Mắt quán mũi, mũi quán miệng, miệng quán tâm. Lưỡi thì uốn cong lại để ở hàm trên, có nước dãi thì nuốt vào. Hành như phong, đi như gió thoảng, chạy hương thì như gió thoảng. Gió thổi thì trên không thấy trời, dưới không thấy đất, giữa không thấy có người. Vì dụng công thì không thấy có người, không thấy có tướng. Cho nên trên không thấy trời, dưới không thấy đất, giữa không thấy có người. Đi chậm thì như gió mát thổi đến, như mặt hồ tĩnh lặng, chạm như tùng, đứng như cây tùng. Đứng thì thẳng lưng giống như cây đại tùng, ngọa như cung, nằm như cây cung, ngủ thì duỗi thẳng nghiêng bên mặt, tay phải gối dưới đầu, tay trái duỗi thẳng để trên đùi chân trái, nằm theo tư thế cát tường. Vĩnh Gia Đại Sư có nói, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng động tĩnh, thể an nhiên, ngộ gặp đau nhọn thường thản nhiên, uống nhầm độc dược cũng nhàn nhàn. Đạt Ma Sư Tổ trải qua 6 lần bị kẻ ngoại đạo hạ độc, ngài biết rõ là thuốc độc cũng uống vào trong bụng. Có thể thấy rằng ngài không thấy có tướng ta, xem sự sinh tử rất thường tình. Người dụng công thời kinh thiên động địa, quỷ thần sầu, ma vương cũng hoảng sợ. Nếu chúng ta có thể 21 giờ mỗi ngày cước đạp thật địa, chân thật tham thiền, luôn luôn tranh thủ dụng công, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Chúng ta tu hành pháp vô vi, trước phải từ pháp hữu vi mà dụng công, không sợ chạy hương, ngồi hương, chạy hương là hữu vi, ngồi hương là vô vi. Cho nên nói vô vi, hữu vi vô vi, tức hữu vi, tức vô vi là vô vi cũng là hữu vi. Thiền thất thứ nhất đã trôi qua rồi, hôm nay bắt đầu thất thứ hai. Pháp môn ngồi thiền phải từ chữ nhẫn mà nắm bắt, phải nhẫn khổ, nhẫn đau, nhẫn đói, nhẫn khát. Nếu bạn thiếu sức nhẫn thì không thể ngồi thiền, tâm như con vượn, ý như con ngựa, luôn hướng bên ngoài truy cầu, tóm lại là bất động. Có những người ngày ngày dụng công thì toàn khởi vọng tưởng, tưởng đông tưởng tây, tưởng những sự việc không có ý nghĩa gì hết. Các vị phải hồi quang phản chiếu, phản tỉnh các bạn từ đâu đến. Nếu là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ba đường ác mà đến, thường có những tâm tham, tâm sân, tâm si thì lập tức trừ khử ba độc. Mục đích chủ yếu ngồi thiền là tiêu diệt ác nghiệp trong quá khứ, khôi phục trí huệ, thành tựu thiện nghiệp. Cho nên ngồi thiền phải có sức nhẫn nại, tức là không sợ khổ. Người xưa ngồi thiền một lần ngồi mấy ngàn năm. Bây giờ tôi kể một câu chuyện dùng để tham khảo. Vào đời Đường, Đại sư Huyền Trang đi Ấn Độ thỉnh kinh. Trên đường đi thấy một vị tu hành đang ngồi nhập định, chìm làm tổ trên đầu ông ta, y phục đều đã rách hết. Đại sư Huyền Trang bèn đánh thức ông ta dậy. Lão tu hành hỏi, ông từ đâu đến? Ngài Huyền Trang đáp, tôi từ Đường Triều đến, đang đi Ấn Độ thỉnh kinh, ngài ở đây làm gì? Lão tu hành nói, tôi đợi Phật Thích Ca xuất thế, giúp Phật Hoằng Dương Phật Pháp.
Ngài Huyền Trang nói, sao ngài còn đợi Phật xuất thế? Phật Thích Ca đã vào Niết Bàn hơn 1.000 năm rồi. Lão Tu Hành nói, thật chăng? Vậy tôi sẽ đợi Phật Di Lặc ra đời. Lão Tu Hành đang chuẩn bị nhập định trở lại thì ngài Huyền Trang nói, tôi có việc muốn thương lượng với ngài, đây không phải là việc riêng của tôi. Tuy nhiên Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn, nhưng Phật Pháp còn trụ thế, tôi muốn ngài trợ giúp Hoằng Dương Phật Pháp, tục Phật huệ mạng. Bây giờ ngài đến Trung Hoa, đợi tôi thỉnh kinh trở về rồi cùng nhau Hoằng Dương Phật Pháp. Ngài từ đây đi về hướng Đông, nhớ tái sinh vào nhà nào có nóc ngói bằng vàng lưu ly. Ngài Huyền Trang lên đường thẳng đến Ấn Độ thỉnh kinh. Trước khi đi thỉnh kinh, ngài Huyền Trang nói trước với Vô Đường Thái Tông rằng, chi nhánh cây tùng hiện tại lớn lên ở hướng Tây, đợi khi nào hướng về hướng Đông mà phát triển thì tôi mang kinh trở về. Một ngày nọ, Đường Thái Tông nhìn thấy chi nhánh cây tùng hướng về hướng Đông phát triển, liền biết ngài Huyền Trang sắp trở về. Khi ngài Huyền Trang đến Trường An thì vua Thái Tông xuất lãnh văn võ bá quan đến cửa Tây nghênh tiếp. Nghi thức tổ chức rất long trọng. Ngài Huyền Trang nhìn thấy Đường Thái Tông liền lập tức nói với vua Thái Tông, kính hỷ bệ hạ có thêm một vị hoàng tử. Thái Tông nói, ta không có thêm thái tử, chỉ có một vị thái tử. Ngài Huyền Trang lập tức quan sát sự việc cứu kính như thế nào. Nguyên lai ngài kêu lão tu hành tái sinh vào nhà vua, lão tu hành tái sinh lộn nhà sinh vào nhà ông thừa tướng làm con của thừa tướng. Ngài Huyền Trang đến khuyên con trai ông thừa tướng xuất gia nhưng bị từ chối, phải nhờ Đường Thái Tông hạ chiếu chỉ khiến cho xuất gia. Ngài Huyền Trang nói với Đường Thái Tông, chỉ cần ông ta xuất gia bất cứ yêu cầu gì cũng đều đáp ứng. Đường Thái Tông lập tức hạ thánh chỉ khiến con trai ông thừa tướng xuất gia. Ông ta phụng chỉ xuất gia lên hướng về hoàng đế yêu cầu 3 điều kiện. Thứ nhất, Phật giáo vốn cấm uống rượu nhưng tôi không muốn giữ giới rượu, tôi hy vọng bất cứ đi đến đâu phải có một xe rượu bên tôi. Hoàng đế biết trong nam giới có một giới không uống rượu, nhưng Huyền Trang đại sư đã nói bất cứ điều kiện gì của ông ta yêu cầu đều phải đáp ứng, cho nên hoàng đế hứa khả yêu cầu thứ nhất. Điều kiện thứ hai là tôi sinh vào nhà võ tướng, tập quán ăn thịt đã quen, mỗi ngày phải có thịt mới và tươi dâng cho tôi ăn. Vốn người xuất gia không ăn thịt, nhưng ngài Huyền Trang đã nói rõ thỉnh hoàng thượng đáp ứng bất cứ điều kiện gì, cho nên Đường Thái Tông đáp ứng điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba là từ khi tôi sinh ra vốn thích gái đẹp, bất luận đi đến đâu phải có một xe gái đẹp đi theo. Đường Thái Tông đáp ứng điều kiện thứ ba, con trai của thừa tướng xuất gia, triều đình văn võ bá quan để hộ tống anh ta đến Trường An xuất gia. Ở Đại Hưng Thiện Tự, ngày ấy chuông trống trong chùa đánh vang lên. Khi anh ta nghe đến tiếng chuông trống lập tức khai ngộ, mới nhớ ra mình vốn là lão tu hành. Vì giúp ngài Huyền Trang Hoằng Dương Phật Pháp mà đến tự chứng đắc túc mạng thông, rồi ngài liền buông xả rượu thịt gái đẹp 3 xe, cho nên khuy cơ tổ sư pháp hiệu của ngài lại có biệt hiệu là Tam Sa Tổ Sư. Vị tổ sư này có thể đọc một lần cả chục hàng chữ, tai thì nghe cả trăm người nói một lúc. Khuy cơ tổ sư giúp ngài Huyền Trang phiên dịch các luận pháp tướng tông và các kinh điển khác. Lão tu hành mỗi khi ngồi mấy ngàn năm, mà chúng ta mỗi ngày chỉ bất quá ngồi 21 giờ, cho nên phàm sự việc gì đừng có chấp trước, phải chịu khổ, chịu đau một thời gian mới có thể đắc được khoái lạc vĩnh viễn. Các vị muốn dũng mãnh tinh tấn, nỗ lực tu hành, thì tất cả chướng ngại đều phải tiếp nhận mà giải quyết. Tôi có một phương pháp trị đau chân. Lúc các vị đau chân thì có thể nói gạt chân rằng, tôi mới ngồi một chút mà thôi, bất quá chỉ ngồi 15 phút. Để bạn ngồi 21 giờ cũng ngắn giống như 15 phút, chân lúc này sẽ hết đau. Nếu phương pháp này linh nghiệm thì đó là diệu pháp. Khuy cơ tổ sư sinh vào nhà võ tướng, tánh tình hào phóng, thân thể to lớn, biểu hiện nhìn lại có điểm thô hào, dù ăn chay cũng rất mập mạp. Ngài nghe nói ở núi Trung Nam có vị đạo tuyên luật sư, chỉ giới luật rất trong sạch, tinh tấn tu hành, nghiêm trì giới luật, đức hạnh cảm động đến chư thiên, hàng ngày dâng thức ăn cúng dường. Vị luật sư này đầy đủ 4 đại oai nghi, cho nên hành như phong, lập như tùng, tọa như trung, ngoạ như cung, đi như gió thoảng, đứng thẳng như cây tùng, ngồi thẳng như đại hồng trung, nằm tư thế cát tường như cung dương bắn. Ngày ăn một bữa chỉ giới thanh tịnh, chư thiên hướng về ngài cầu phước báo, cho nên mỗi ngày đem thức ăn đến cúng dường ngài.
Quy Cơ tổ sư nghe được tin này, khởi một ý niệm hy vọng có thể thưởng thức món ăn mùi vị của chư thiên, cho nên liền đến chỗ ngài Đạo Tuyên luật sư. Quy củ trong Phật giáo, nếu người xuất gia có cúng dường thì đều phân chia cùng hưởng. Ngày đó chưa đến giờ ngọ thì Quy Cơ tổ sư đã đến núi Trung Nam, đến chỗ lều tranh của ngài Đạo Tuyên luật sư ở, nói rõ nguyên nhân đến. Đạo Tuyên luật sư rất hoan nghênh, cùng nhau phân chia thức ăn của chư thiên cùng hưởng. Nhưng ngày đó cho đến tối cũng không thấy ai mang thức ăn đến cúng dường. Quy Cơ tổ sư rất thất vọng, trách cứ Đạo Tuyên luật sư. Đạo Tuyên luật sư giữ giới luật, không có vấn đề gì hết. Tối hôm đó ở trong lều tranh của ngài Đạo Tuyên luật sư, cả hai đều yên lặng. Quy Cơ tổ sư không lâu liền ngủ, ngáy vang như sấm, làm Đạo Tuyên luật sư khó có thể chịu đựng được. Tâm nghĩ, tu hành gì vậy, ngủ ly bì còn ngáy như sấm, ồn ào khiến tôi không thể chuyên tâm tĩnh tọa. Phải sớm biết như vậy, không giữ ở lại. Đạo Tuyên luật sư tiếp tục ngồi thiền, đột nhiên cảm thấy trên thân có chỗ ngứa, lấy tay gãi chỗ ngứa, thì gãi rớt xuống hai con dẹp vì giữ giới không sát sinh, nên bắt bỏ xuống đất, lại tiếp tục ngồi thiền. Sáng sớm ngày mai, Đạo Tuyên luật sư không vui vẻ, trách Quy Cơ tổ sư, ngủ gì mà gáy vang như sấm, tư cách tu hành một chút cũng không có, còn quấy nhiễu tôi không thể tĩnh tọa, về có tư cách làm luận sư chăng? Quy Cơ tổ sư đáp, ngày đêm qua trên thân ngứa gãi làm rớt hai con dẹp xuống đất, tuy không có giết chúng nhưng một con gãy một chân, còn một con bị rớt xuống chết, con bị rớt chết xuống chỗ vua Diêm Vương kiện thầy, nói thầy phá giới, làm rớt nó chết. Tôi vì thầy mà biện bạch rằng thầy vô tâm làm lỡ chết con dẹp đó. Đạo Tuyên luật sư nghe rồi cảm thấy thật là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Vị đại sư này ngủ ngáy như sớm mà lại biết sự việc trên thân mình gãi rớt có hai con dẹp. Quy Cơ tổ sư không đợi chư thiên đem thức ăn đến cúng dường, ngài rời khỏi núi Trung Nam trở về Trường An. Trưa ngày hôm đó chư thiên đem thức ăn đến. Đạo Tuyên luật sư hỏi chư thiên, sao hôm qua không mang thức ăn đến? Chư thiên lập tức quỳ xuống đáp, hôm qua con y chiếu thời gian mang đến cúng dường, như thấy hào quang màu vàng rực rỡ, chiếu sáng ngoài 40 dặm, chiếu sáng đến nỗi không cách chi nhìn thấy rõ đường phía trước. Con hỏi thần thổ địa đây là duyên cớ gì? Thổ địa nói có một vị nhục thân Bồ Tát đến lều tranh của thầy, hào quang sáng rực, cho nên con không cách chi mang cơm đến cho thầy được. Hôm nay hào quang hết rồi, con mới có thể mang thức ăn đến. Đạo Tuyên luật sư nghe rồi, sinh tâm đại sám hối. Sám hối mình gặp được nhục thân Bồ Tát mà không biết, ngược lại còn trách Bồ Tát ngủ ngáy như sấm. Từ đó về sau, Đạo Tuyên luật sư nỗ lực tu hành, trở thành sơ tổ luật sư ở Trung Nam, soạn Cao Tăng truyện lưu truyền cho tới ngày nay. Trong các vị, ai là nhục thân Bồ Tát thì có thể ngủ, nếu không phải thì nỗ lực tu hành, không thể lãng phí thời gian. Trong thiền đường này, mọi người phải đề khởi tinh thần tham thoại đầu, niệm Phật là ai? Những người tham gia trong thiền đường này, đủ thứ hạng người, có thể hỗ tương mượn quang, nương với đại chúng, nhờ sức đại chúng, người nào thiếu quang minh thì mượn quang minh người khác, chiếu một chiếu. Người có quang minh thì phóng đại quang minh, chiếu phá hết thảy đen tối. Đen tối tức là ngu si, quang minh tức là trí huệ. Người có trí huệ phải giúp đỡ người ám độn tu hành. Thời đại mạt pháp, tâm người không như xưa, học điều xấu thì dễ, học điều hay thì khó. Học tập Phật Pháp thì trong tâm nghi hoặc thường điên đảo thị phi. Thời đại chánh pháp thì giải thoát kiên cố, người người đều chứng quả. Thời đại tượng pháp thì thiền định kiên cố. Hiện nay là thời đại mạt pháp, là thời đại đấu tranh kiên cố. Trước thời kỳ đấu tranh kiên cố là đa văn kiên cố. Hiện tại giữa người với người đấu tranh với nhau, thời đại mạt pháp này mà chúng ta có nhiều người học tập chánh pháp, tham thiền đà tọa, không sợ khổ, dụng công tu hành, cũng là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cảnh giới không thể nghĩ bàn là từ trong sự thống khổ không thể nghĩ bàn mà luyện thành. Cho nên chúng ta phải để khởi tinh thần tinh tấn tu hành, tác chiến triệt để mới mong thành công. Thiền sư Quy Sơn Linh Hiệu đời thứ 37, ngài là sơ tổ của tông Quy Ngưỡng, quê ở Phước Châu, Trường Khê. Ngài họ Triệu, ngài sinh ra khác với người thường. Lúc thiếu thời đi chơi với bạn thì thích đọc kinh, lễ Phật làm tiêu khiển, cho nên một số người gọi ngài là Tiểu Hòa Thượng. Một ngày nọ, ngài chơi ở trong chùa làm công quả lễ Phật,
Trong hư không bỗng xuất hiện một đám mây cát tường, đoan khí vây quanh không tan. Nhạc trời tấu ở trên hư không có chân thân của Phật trong mây cát tường năm màu lúc ẩn lúc hiện, khiến nhiều người đều thấy hiện tượng kỳ lạ này. Mọi người đều cho rằng đó là điềm lành. Lúc đó có một ông già đầu tóc bạc phơ, không biết từ đâu đến, bèn nói với mọi người rằng đây là mười phương chư Phật hiển thánh, cho nên hiển hiện mây cát tường. Đứa trẻ này thật là con Phật, tương lai nhất định khiến cho Phật giáo phóng đại quang minh. Nói xong gầy móng tay 4 lần rồi biến mất, không để lại tông tích. Đứa trẻ đó đến 15 tuổi thì liền đến chùa Phước Châu, lại pháp thường luật sư làm thầy, cạo đầu xuất gia, chuyên tu khổ hạnh, mỗi ngày siêng năng làm việc. Công việc làm rất nhiều so với các chú xa gì khác, chịu cực chịu khổ, không giải đãi cũng không phóng dật. Lúc 20 tuổi thì đến chùa Long Hưng ở Hàng Châu thọ giới. Lúc đó ngài theo một vị đại thiện tri thức học giới luật. Sau đó đến núi Thiên Thai tu hành tại chùa Quốc Thanh. Trên đường đi gặp Hàn Sơn đại sư, nói với ngài rằng gặp đầm thì dừng, gặp quy thì trụ. Ngài nghe rồi suy ngẫm mấy câu trên, đến chùa Quốc Thanh hướng về Thập Đắc đại sư thỉnh giáo mấy câu trên có ý nghĩa gì. Thập Đắc đại sư dạy ngài từ từ dụng công tu hành, tương lai có ngày sẽ hiểu. Từ đó ngài với Thập Đắc đại sư sớm tối ở với nhau tham thiền tập định. Khoảng 23 tuổi thì ngài đến Tùng Lâm của Bách Trượng thiền sư. Ngài quản lý chức vụ nhà bếp. Trong chùa người nấu cơm gọi là phạn đầu, người nấu cơm. Người trách nhiệm đốt lửa gọi là hỏa đầu, người trách nhiệm nấu trà gọi là trà đầu, người trách nhiệm nấu nước gọi là thủy đầu. Bất cứ ai công việc bận rộn, ngài đều giúp đỡ, không có tâm phân biệt. Một ngày nọ, Bách Trượng thiền sư kêu ngài xem trong lò còn lửa chăng. Ngài dùng đũa, bếp, bới cho trong lò, liền nói không còn lửa. Lúc đó Bách Trượng thiền sư tự mình đi bới thử xem, phát hiện một ít lửa tham, liền chỉ cho Linh Hữu thiền sư xem đây không phải lửa chăng. Linh Hữu thiền sư hốt nhiên đại ngộ. Bách Trượng thiền sư lúc đó biết Linh Hữu thiền sư đã khai ngộ, liền bảo ngài đến Hồ Nam Ngưỡng Sơn kiến lập đạo tràng Hoàng Dương Phật Pháp, chuyển tông môn độ chúng sinh. Tin này bị thủ tòa Hoa Lâm thiền sư biết, tâm có ý không phục, liền đến trước tòa Bách Trượng thiền sư tranh giữ trước phương trượng. Liền nói với Bách Trượng thiền sư, con là thủ tòa, nếu muốn phái người làm phương trượng thì phái con trước mới đúng. Còn Linh Hiệu thiền sư bất quá là một người chức nhỏ mà thôi, có tư cách gì đến Ngưỡng Sơn làm phương trượng? Bách Trượng thiền sư nói với thủ tòa Hoa Lâm thiền sư rằng, nếu người có thể khiến cho đại chúng đều phục thì ta phái người đi làm phương trượng. Liền chỉ Tịnh Bình nói, nếu không gọi cái Tịnh Bình này là Tịnh Bình thì gọi nó là cái gì? Thủ tòa đáp, Tịnh Bình này không phải làm bằng cây, bất cứ thế nào cũng không gọi đó là cây. Lúc đó Bách Trượng thiền sư quay qua hỏi Linh Hiệu thiền sư, ông nói là cái gì? Linh Hiệu thiền sư lấy chân đá Tịnh Bình rớt xuống rồi quay đầu bỏ đi. Bách Trượng thiền sư cười và nói, đệ nhất tòa thâu, tức sơn tử giã. Đây là đạo lý gì? Phàm là người khai ngộ, hiểu biết thảy đều không, vốn đều là không, còn gọi đó là cái gì? Cuối cùng thủ tòa bèn lại Linh Hiệu thiền sư. Sau đó Linh Hiệu thiền sư đi thẳng đến núi Quy Sơn tạo chùa Đồng Khánh, khai sáng phái Quy Ngưỡng Tông. Linh Hiệu thiền sư từ Giang Tây đến Hồ Nam Đại Quy Sơn làm một cái lều tranh để ở tu. Loài thú cũng quây quần sống với nhau, hàng ngày chỉ hái trái cây mang đến cúng dường ngài. Hàng ngày khỉ hái trái cây mang đến cúng dường ngài. Thiền sư vì bầy khỉ mà quy y cho chúng. Do việc này mà một vị quan lớn ở Hồ Nam nghe tin, bèn phát tâm làm chùa và nói với ngài rằng, thừa tướng Phỉ Hưu là một Phật tử, con sẽ thỉnh mời ông ta làm chùa cho ngài. Thừa tướng Phỉ Hưu nghe nói có vị cao tăng đạo hạnh, cho nên đến Quy Sơn bái phỏng Linh Hiệu thiền sư, liền phát tâm đem 300 lạng bạc để trên cỏ ngoài lều tranh rồi bỏ về. 3 năm sau, thừa tướng Phỉ Hưu đến núi thăm hỏi Linh Hiệu thiền sư, thì thấy thiền sư vẫn còn ở tại lều tranh cũ, liền hỏi, thiền sư, tại sao ngài vẫn chưa làm chùa? Sau đó phát hiện nguyên lai 300 lạng bạc còn nguyên bất động tại chỗ cũ. Thừa tướng Phỉ Hưu cảm động đức hạnh của thiền sư Linh Hiệu, lập tức khởi công kiến lập chùa Đồng Khánh. Sau đó thừa tướng Phỉ Hưu viên tịch, vị thừa tướng khác thay thế cũng phát tâm cúng dường ủng hộ Tam Bảo.
giúp linh hiệu Thiền sư Hoằng Dương Phật Pháp. Đến đại vua Đường Tuyên Tông khoảng năm 853, ngày 9 tháng Giêng, linh hiệu Thiền sư hướng đại chúng cáo biệt, ngồi kiết giả viên tịch, hưởng thọ 83 tuổi, húy là Đại Viên Thiền sư, tháp hiệu là Thanh Tịnh. Linh hiệu Thiền sư không vì 300 lạng bạc mà động tâm, bà làm sao có thể thấy định lực của ngài hơn người, đạo đức đầy đủ, lại khiến cho bầy khỉ và dã thú quy phục. Cho nên đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khâm. Thừa tướng Phỉ Hưu thân thế địa vị cao, chỉ dưới một người mà trên hàng vạn người, giúp vua trị lý quốc chánh, cho nên không thể buông bỏ trọng trách đi xuất gia, liền cho con là Hàn Lâm học sĩ đến chùa Đồng Khánh xuất gia, lại linh hiệu Thiền sư làm thầy, pháp hiệu là Pháp Sơn Pháp Hải, Pháp Sư Pháp Hải. Trong chùa giữ chức vụ gánh nước từ sáng đến tối, trong 3 năm như một ngày, mồ hôi chảy nhễ nhại vì gánh nước cho chùa, cúng dường đại chúng. Một ngày nọ, Pháp Sư Pháp Hải lén đến thường thiền đường nhìn xem thử, thì thấy rất nhiều người ngồi thiền, tâm nghĩ, tôi mỗi ngày khổ cực gánh nước, các vị ở trong thiền đường ngủ gục, tôi là người có học vấn mà gánh nước cho các vị, mà các vị chỉ biết ngủ. Nghĩ rồi liền rời khỏi thiền đường, bèn nói với người bạn những gì vừa nghĩ, vừa nói hết, bị linh hiệu thiền sư triệu đến nói, người sinh tâm cống cao ngã mạn, người không thể ở đây được, liền đuổi đi và cho 8 đồng rưỡi tiền, nói rằng khi nào dùng hết 8 đồng rưỡi tiền thì ngươi ở lại chỗ đó. Pháp sư Pháp Hải bèn rời khỏi chùa Đồng Khánh trở về Trường An, trên đường đi khất thực để độ qua ngày, không dám tiêu tiền. Từ Hồ Nam Đại Quy Sơn đi đến Giang Tô Trấn Giang thì đi ngang qua Trường Giang, tiền đò quá đắt, chỉ có 8 đồng rưỡi không đủ qua đò, liền thương lượng với chủ đò, có thể lấy nửa số tiền qua đò chăng? Chủ đò nói, 8 đồng rưỡi tiền chỉ có thể đến được hòn đảo giữa sông. Sau khi đến đảo rồi, bèn lên núi tìm rễ cây, cỏ lá ăn thay cơm, sống ở trong hang động. Một ngày nọ, lúc vô ý phát hiện trong động có 3 hũ vàng, Pháp Sư Pháp Hải dùng số hũ vàng đó làm chùa gọi là Kim Sơn Giang Thiền Tự, chùa Kim Sơn. Trở thành đại tùng lâm nổi tiếng trong thiền tông, cho nên có câu Kim Sơn Thối Tử Cao Mân Hương, mọi người xa gần đều biết ở chùa Kim Sơn, ngồi thiền thì ngồi kiết già, chân đau cũng không dám cử động bỏ xuống, một khi thân cử động liền bị đánh hương bảng. Cho nên quy củ tham thiền ở Kim Sơn Giang Thiền Tự rất nghiêm khắc, cũng rất nổi danh. Chùa Cao Mân thì nổi danh về ngồi hương, mỗi khi đốt một cây hương dài, ngồi cho đến khi nào cháy hết cây hương mới được bỏ chân xuống, thời gian một chút cũng không thể cầu thả, rất có quy củ. Kim Sơn Giang Thiền Tự kiến trúc rất hùng vĩ, có bảo tháp là một trong những đạo tràng quy mô của Trung Quốc, cho nên có câu Kim Sơn thấy chùa không thấy núi, trái núi thấy núi không thấy chùa. Hai hòn đảo tương đối xa xa trở thành thắng địa của Phật giáo. Kim Sơn Tự nằm ngay Trấn Giang trong sông Trường Giang, hiện tại giao tiếp qua lại với bờ phía Nam trở thành bán đảo. Lịch đại Trung Quốc đến nay đã trải qua nhiều lần thay triều đổi đại. Kim Sơn Giang Thiền Tự bị lửa thiêu hủy, sau do chính phủ trùng tu lại, nhưng sau cũng bị lửa thiêu hủy. Người Trung Quốc xuất gia nếu chưa từng ở qua Kim Sơn Giang Thiền Tự hoặc chùa Cao Mân thì không thể xưng là thiền sư. Nếu người đã từng ở qua hai chùa trên hoặc 3 năm hoặc 5 năm mới có tư cách xưng là thiền sư, hoặc người ở được 10 năm mới có thể xưng là đại thiền sư. Một số người muốn cúng dường họ vì những vị xuất gia đó đầy đủ oai nghi, bất cứ lúc nào tại đạo tràng nào cũng đều là mắt quán mũi, mũi quán miệng, miệng quán tâm, không thời khắc nào mà chẳng đoan nhiên tránh tọa, chiếu cứ thoại đầu, khiến cho Phật giáo đồ rất cung kính họ.